Thưa quý vị, người nam giới Kỷ Dậu là những người mạnh mẽ và giỏi giang, cùng với đó là luôn cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Trong năm 2022, vận số của Nam Mạng chịu ảnh hưởng bởi sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tiền, dẫn đến sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe, tài lộc của bản mệnh sẽ có một số biến động đáng kể. Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát quý vị nhé. Tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1969, tuổi âm lịch 54 tuổi, sao chiếu mệnh Mộc Đức, Cát Tinh, mệnh Đại Trạch Thổ, Thổ sinh Kim, tốt. Địa chi tuổi, tuổi Dậu bình hòa với tuổi Dần, thiên can tuổi Kỷ gặp năm Nhâm bình hòa. Nam Kỷ Dậu là người mạnh mẽ, giỏi giang và luôn cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Trong năm 2022, vận số của Nam Mạng chịu ảnh hưởng của sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tiền, dẫn đến sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe, tài lộc của bản mệnh sẽ có một số biến động. Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2022, Nam Mạng. Nam giới sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu, mệnh Đại Trạch Thổ, nghĩa là đất nền nhà. Nam Mạng có cung mệnh Tốn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh. Trong năm 2022, Nam Kỷ Dậu sẽ bước sang tuổi 54. Để biết được tử vi của bản mệnh sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt hay xấu, ta cần đối chiếu thiên can, địa chi và ngũ hành nạp âm của năm Nhâm Dần với năm tuổi của đương số là năm Kỷ Dậu. Theo quan hệ ngũ hành, mệnh của Nam Kỷ Dậu là Đại Trạch Thổ sẽ có quan hệ tương sinh với ngũ hành nạp âm của năm Nhâm Dần là Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc. Xét theo địa chi tuổi, Dậu thuộc Kim sẽ có quan hệ bình hòa với Dần thuộc Mộc. Xét theo thiên can, Kỷ gặp Nhâm bình hòa. Nhìn chung vận số của Nam Kỷ Dậu trong năm 2022 khá tốt. Nếu bản mệnh có quyết tâm, nỗ lực cao thì chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như mong muốn. Một số biến cố sẽ ập đến bất ngờ, nhưng Nam Mạng vẫn có thể vững vàng vượt qua. Vì bên cạnh bản mệnh còn có người thân, bạn bè và quý nhân luôn sẵn sàng tương trợ. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn do sao xấu của năm mang lại. Đây là pháp khí hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế. Mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm được may mắn, hanh thông. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Kỷ Dậu trên các phương diện. Chi tiết vận trình tử vi năm 2022 của Nam Kỷ Dậu trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe. Công việc, sự nghiệp. Dù đã ngoài 50, nhưng Nam Kỷ Dậu vẫn rất chú trọng tới sự nghiệp của mình. Trong năm 2022, bản mệnh sẽ nhận được nhiều cơ hội lớn, được quý nhân phù trợ, giúp cho con đường sự nghiệp ngày càng trở nên rộng mở, sáng lạn. Tuy là người dày dặn kinh nghiệm, nhưng mệnh chủ vẫn luôn giữ sự khiêm tốn, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp. Vì vậy, vẫn được mọi người xung quanh hết mực yêu quý. Công việc trong năm cũng nhiều tài lộc, có vận may, phát tài. Tình duyên, gia đạo trong thời gian này khá êm ấm nhưng không tránh khỏi những mâu thuẫn. Điều quan trọng là các thành viên trong gia đình đều phải biết tin tưởng, yêu thương nhau và bình tĩnh ngồi xuống giải quyết. Những cuộc tranh cãi không hồi kết sẽ chỉ khiến cho tình cảm trở nên rạn nứt, ngày càng xa cách. Nam Kỷ Dậu cũng nên mở rộng lòng mình hơn, học cách thấu hiểu và chia sẻ với vợ, con cháu. Có như vậy, gia đình mới được bình yên, hạnh phúc. Tài lộc. Ở độ tuổi 54, Nam Kỷ Dậu nhờ tiền bạc tích trữ, có của ăn của để nên cuộc sống khá dư giả, sung túc. Nếu chăm chỉ làm ăn hơn nữa thì bản mệnh có thể an tâm tận hưởng tuổi già mà không cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên, Nam Mạng cần hạn chế cho người khác vay tiền, đặc biệt là những người không thân thiết để tránh nguy cơ tiền mất tật mang. Để hóa giải những điều xấu, thầy phong thủy có khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp tăng cường tài lộc, hóa giải tai ách thị phi do hạn sao xấu mang lại, đồng thời tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Sức khỏe. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, sức khỏe của nam giới sinh năm 1969 dần bị suy giảm. Do đó, tuổi Kỷ Dậu cần quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của mình hơn, đừng quá tham công tiếc việc mà đổ bệnh lúc nào không hay. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tạm gạt bỏ những bộn bề của công việc,
cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xem sao hạn của tuổi Kỷ Dậu năm Mạng trong năm 2022. Dưới đây là những sao hạn có ảnh hưởng lớn đến tử vi của nam tuổi Kỷ Dậu trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Bước sang tuổi 54, nam Kỷ Dậu được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức là một cát tinh đem đến nhiều niềm vui và may mắn cho cả nam mạng và nữ mạng. Trong thời gian này, công việc kinh doanh của bản mệnh đều rất thuận lợi, làm ăn phát đạt, tiền bạc dư giả. Không những vậy, nam Kỷ Dậu còn kết giao được với nhiều bạn bè tốt, gặp được thầy giỏi, khiến cho con đường thăng tiến ngày càng trở nên suôn sẻ, thuận lợi. Những kế hoạch dự định ấp ủ bấy lâu nay có thể thực hiện trong khoảng thời gian này vì khả năng thành công rất lớn. Tuy nhiên, mệnh chủ không nên vì thế mà sinh ra tự cao, kiêu ngạo. Hãy khiêm tốn lắng nghe những góp ý của người khác, đặc biệt là những người đi trước. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để dựng vợ gả chồng cho con cái trong nhà vì mục đích rất tốt cho chuyện cưới hỏi, là điềm lành cho một cuộc hôn nhân hòa hợp. Tuy nhiên, sao Mộc Đức cũng có thể đem đến một số vận hạn. Nam Kỷ Dậu được sao này chiếu mệnh thì cần phải đề phòng các bệnh về mắt, gia đạo lục đục, dễ xảy ra những tranh cãi, mâu thuẫn giữa các thành viên. Nhưng không nên quá lo lắng, người trong nhà đều được bình an. Nhìn chung những vận hạn mà Mộc Đức tinh có thể mang lại không ảnh hưởng lớn đến vận số của Nam Kỷ Dậu vì nó vốn không phải là một hung tinh. Hạn tuổi. Năm 2022, nam Kỷ Dậu sẽ gặp phải hạn Huỳnh Tiền. Do gặp phải hạn này, sức khỏe của nam mạng sẽ kém hơn so với những năm trước. Mệnh chủ có thể thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, xây sẩm mặt mày do áp lực từ công việc hoặc do chăm sóc bản thân không tốt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nam mạng, khiến cho năng lực không được phát huy tối đa trong công việc. Khi xuất hành đi xa, nam Kỷ Dậu nên tránh đi qua đường sông, đường biển vì có thể gặp hạn liên quan đến nước dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Ngoài ra, mệnh chủ trong thời gian này rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, tranh cãi. Nếu đứng ra bảo chứng cho người khác vay tiền thì rất dễ vướng vào những rắc rối, thậm chí là tiền mất tật mang, ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân và gia đình. Hóa giải sao hạn. Tuy gặp phải vận hung, nhưng nam Kỷ Dậu không nên quá bất an lo lắng vì mọi chuyện đều sẽ có cách hóa giải. Trong năm này, bản mệnh cần phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân, cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Vì tuổi tác đã cao, nam Kỷ Dậu nên thường xuyên tập luyện thể dục, có chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa rượu bia, thuốc lá. Khi có dấu hiệu bệnh tật, mệnh chủ cần đi tới bệnh viện kiểm tra, không được chủ quan. Khi đi làm ăn công tác xa, nam Kỷ Dậu không nên đi qua đò, qua sông để tránh chuyện bất trắc xảy đến. Ngoài ra, người tuổi này làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, hạn chế cho vay tiền bạc và tránh xa những chuyện rắc rối không liên quan đến bản thân. Nếu muốn gia tăng may mắn, mệnh chủ cần phải thường xuyên làm việc tốt, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ngay xung quanh mình. Công đức có được nhờ hành thiện sẽ giúp cho nam Kỷ Dậu hóa nguy thành an. Bên cạnh đó, để tăng cường thêm may mắn và phúc đức, quý gia chủ hãy nhớ luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Pháp khí sử dụng bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Kỷ Dậu, mang theo vòng tay bên mình để chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những xung khắc vợ chồng, bất hòa trong công việc và cuộc sống, từ đó giúp cho gia đạo được bình an, công việc được hanh thông thuận lợi, tài lộc và sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến không ngừng. Luận giải tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2022 năm mạng theo tháng. Tháng 1, gia đạo bất an, nam Kỷ Dậu cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nếu xảy ra xung đột cãi vã thì cần phải giải quyết khéo léo. Tháng 2, tháng này có quý nhân phù trợ, công việc làm ăn trở nên thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 3, nhận được tin vui liên quan đến tài lộc nhưng sức khỏe lại có phần sa sút. Tháng 4, khi xuất hành cần đề phòng bất trắc xảy ra trên đường, tránh đi qua đường sông, đường biển. Tháng 5, trong khoảng thời gian này, gia đình có chuyện vui về cưới xin hoặc có thêm con cháu. Tháng 6, xuất hiện đối thủ cạnh tranh trong công việc, nam Kỷ Dậu không nên chủ quan mà đánh mất cơ hội của mình. Tháng 7, mối quan hệ với đồng nghiệp xảy ra bất hòa, cần bình tĩnh giải quyết, nếu không chuyện bé xé ra to. Tháng 8, tháng này bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, mọi tai ương đều được hóa giải. Tháng 9, cuộc sống hiếm khi được thảnh thơi, an nhàn, bản mệnh có thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch. Tháng 10, tài lộc không tốt, nam mạng nên biết tiết kiệm, tránh những cuộc đầu tư mạo hiểm.
Tháng 11, sức khỏe suy giảm, cần phải thường xuyên rèn luyện thể chất và đi khám định kỳ để phát hiện bệnh tật kịp thời. Tháng 12, tháng này thích hợp để ngoại giao, mở rộng các mối quan hệ, nhưng Nam Mạng không nên quá tin tưởng vào người khác. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ có ích với quý bạn. Chúc quý bạn có một ngày tốt lành. Thưa quý vị, trong năm 2022, vận số của Nam Mạng chịu ảnh hưởng của sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tiền, dẫn đến sự nghiệp tình yêu sức khỏe tài lộc của bản mệnh sẽ có một chút biến động. Thưa quý vị, trong năm 2022, vận số của Nam Mạng chịu ảnh hưởng của sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tiền, dẫn đến sự nghiệp tình yêu và sức khỏe tài lộc của bản mệnh sẽ có một số biến động. Và đúng như mà những gì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị ở trước đó, chúng tôi hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa mới cung cấp sẽ có ích cho tất cả quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung về tử vi phong thủy tiếp theo.